Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại thành phố Vũng Tàu, nhiều công trình phần việc ý nghĩa được khẩn trương hoàn thành, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị. Tuyến đường 2 tháng 9, đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn An Ninh, phường 8 là tuyến phố đầu tiên của thành phố Vũng Tàu đạt chuẩn tuyến đường văn minh đô thị. Đây cũng là công trình trọng điểm kinh tế xã hội trên địa bàn để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 4 tháng triển khai thực hiện, tuyến đường cơ bản đã đáp ứng 4 tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, cây xanh, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị để đạt tuyến đường văn minh đô thị. Giải pháp nhất là những mô hình sử dụng vỉa hè lòng đường nhằm hướng dẫn người dân và du khách sử dụng đúng theo quy định của thành phố. Các hộ kinh doanh, buôn bán chấp hành nghiêm theo quy định của địa phương, cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp trên các tuyến phố. Tuyến đường rất là đẹp đấy, tuyến phố văn minh mà. Mọi người thì đều để xe gọn gàng, rõ ràng có đường riêng cho người đi bộ. Có một đường riêng cho người đi bộ thì em thấy là mọi người cũng tăng cường tập thể dục thể thao nhiều hơn đấy. Hàng ngày đều có các chị lao công, các chị đều dọn, các dọn vệ sinh buổi sáng, buổi chiều hai lần. Đa phần mọi người rất là chấp hành tốt những cái quy định mà khi mà bắt đầu kẻ vạch này, mọi người cũng đều có ý thức nhắc nhở nhau cả. Thành phố Vũng Tàu có 33 tuyến đường đăng ký thực hiện tuyến đường văn minh đô thị. Những ngày này dạo quanh các tuyến đường, dễ dàng nhận thấy thành phố đã và đang được thay áo mới, trưng bày pano cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7. Ngoài công tác trang hoàng đường phố, những ngày qua, đơn vị chăm sóc cây xanh cũng tăng cường chỉnh trang, cắt tỉa lại hệ thống cây xanh, hoa kiển tại các công viên, các tuyến đường chính. Cùng với đó, các đơn vị chức năng của thành phố Vũng Tàu cũng đang triển khai đợt ra quân cao điểm nhằm lập lại trật tự đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, không gian công cộng, làm nơi trông giữ đổ xe, kinh doanh buôn bán không đúng nơi quy định. Nói chung là vệ sinh thì ngày hai buổi các cô nào ăn cũng đâu vào đấy cả, sạch sẽ. Mà chúng tôi trông coi ở đây xe cọ thì chúng tôi thấy cái ná nào hay cái chỗ nào chúng tôi hai ngày hai bữa cũng cứ có phải quét, chứ không đến người không, ngày hai bữa là quét đấy. Thì mọi người có tuân thủ theo điều là không còn như là trước mà xô bồ đậu xe cùng lum tà la nữa. Nếu mà giữ được hoài như thế này thì tốt hơn. Là trung tâm kinh tế văn hóa du lịch quan trọng của tỉnh, thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực trong chỉnh trang đô thị, thể hiện một đô thị văn minh, chào đón một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, cũng như giới thiệu những thành tựu của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ vừa qua, làm động lực để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025.